Phật thuyết A Di Đà kinh yếu giải giảng ký. Một La Mã dẫn nhập. Từ ngày 2 tháng 6 năm 1993, Pháp sư Tịnh Không giảng Di Đà kinh yếu giải suốt 2 tháng tại Học viện Đức An Xạ, California, Hoa Kỳ, được thu âm thành 48 cuốn băng. Cư sĩ Lưu Thừa Phù chép lại để cúng dường độc giả. Thưa các vị đồng học, tháng 6 năm ngoái, tôi đã giảng giải kinh Vô Lượng Thọ tại phòng học nơi này. Năm nay, cũng trong khoảng tháng này, tôi lại cùng các vị nghiên cứu một bộ sách trọng yếu khác của Tịnh Tông. Đó là bộ Di Đà Yếu Giải do Ngẫu Ích Đại Sư trước tác. Trong quá khứ, khi kinh Vô Lượng Thọ chưa được lưu thông phổ biến, thì những kinh điển để người tu học Tịnh Tông nương tựa chính là A Di Đà kinh. Sách Di Đà Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư và Di Đà kinh Sớ Sao của Liên Kỳ Đại Sư, trong gần 1000 năm, những người tu học Tịnh Tông có thể thành tựu chính là nhờ vào hai bộ chú giải ấy, nhất là bộ Di Đà Yếu Giải trọn đủ thẩm quyền. Chú giải, ý nói kinh Di Đà Yếu Giải là tác phẩm giải thích kinh tường tận, trọn vẹn, tinh xác nhất. Trong quá khứ, Ấn Quang Đại Sư đã đề cao Di Đà Yếu Giải đến tột bậc. Ngài nói, dẫu cho A Di Đà Phật giáng thế viết chú giải cho A Di Đà kinh cũng chẳng thể hay hơn tác phẩm này. Thậm chí Ngài khẳng định bộ chú giải này hoàn toàn thể hiện tâm ý của A Di Đà Phật, chẳng sai lầm một điểm nào. Chúng ta đều biết Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát hóa thân. Tuy thân phận của Ngẫu Ích Đại Sư không được tiết lộ, nhưng nhất định Ngài phải là bậc tái lai. Ấn Quang Đại Sư đã tôn sùng yếu giải như vậy, thì Ngẫu Ích Đại Sư nếu chẳng phải là A Di Đà Phật tái lai thì cũng phải là một vị có chứng ngộ giống như Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu không sẽ chẳng thể nào kham nổi lời Đại Thế Chí Bồ Tát tán thán như vậy. Trong thời kỳ mạt pháp, đặc biệt là trong thời đại hiện tại, con người phiền não nặng nề, lắm khổ nạn. Nếu muốn đạt được lợi ích chân thật trong một đời, giải quyết vấn đề hiện tiền, thì bất cứ cá nhân, gia đình, sự nghiệp, cũng như nói ở một mức độ cao hơn là giải quyết một vấn đề vĩnh hằng, thường được nhà Phật gọi là sanh tử đại sự. Thật sự hữu hiệu, thật sự thực hiện được phương cách giải quyết vấn đề ấy, thì trong tất cả hết thảy pháp môn, chỉ có mình pháp môn Tịnh Độ là có thể đảm đương. Cổ Đức nói, pháp môn này đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng, ổn thỏa, thích đáng, trọn đủ những điều thù thắng khôn sánh. Các vị tổ sư đại đức đều khác miệng cùng lời gọi pháp môn này là pháp khó tin. Từ cổ đến nay, những người tu trì pháp môn Tịnh Độ thật sự đạt thành tựu chỉ có 2 hạng người. Hạng thứ nhất là những người thiện căn sâu dày, căn tánh rất nhạy bén, đặc biệt thông minh. Vừa nghe đến đạo lý và sự thật trong pháp môn này, liền có thể tin tưởng sâu xa, chẳng nghi ngờ, dốc cạn lòng thành tiếp nhận. Hạng thứ hai là những kẻ có phước. Phước được nói ở đây chẳng phải là phước trong ngũ dục lục trần của thế gian. Sự vinh hoa phú quý trong thế gian toàn là giả. Phước báo chân chánh chính là nghe kinh này xong, tuy chưa hiểu đạo lý vẫn tin tưởng sâu đậm, chí thành tuân hành. Khó nhất là những kẻ lưng chừng, hạng này chiếm đến đa số, tức là những kẻ được các vị cao tăng đại thiền tri thức các đời buốt lòng rác miệng giảng giải giới thiệu pháp môn Tịnh Độ, nhưng họ vẫn nửa tin nửa ngờ, không chịu dốc lòng tu tập. Họ cũng thuộc vào hàng căn tánh bậc trung. Phật giáo chính là nền giáo dục tốt nhất của Đức Phật dành cho hết thảy chúng sanh. Tròn chớ nên coi Phật giáo là tôn giáo. Đức Phật thuyết pháp suốt hơn 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội. Những pháp do Phật nói ra được người đời sau chỉnh lý, truyền sang Trung Quốc, lại được các vị cổ đức phiên dịch, chỉnh lý, phân loại, biên tập thành một bộ Đại Tùng Thư, mệnh danh là Đại Tạng Kinh. Có thể dùng một câu nói để bao quát toàn bộ nội dung. Đại Tạng Kinh giảng nói chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Hôm nay, tôi giảng bộ yếu giải này
cũng nhằm nghiên cứu chân tướng của nhân sinh và vũ trụ. Hai La Mã giảng giải lời tựa, nêu lý do soạn sách Di Đà Yếu Giải. Tự: Nguyên phụ chư Phật mẫn niệm quần mê, tùy cơ thi hóa, tuy quy nguyên vô nhị, nhi phương tiện đa môn, nhiên ư nhất thiết phương tiện chi trung, cầu kỳ chí trực tiệp, chí duyên đốn giả, tắc mạc nhược niệm Phật, cầu sách tịnh độ, hữu ư nhất thiết niệm Phật pháp môn chi trung, cầu kỳ chí giản dị, chí ổn đáng giả, tắc mạc dược tính nguyện chuyên trì danh hiệu, thị cố tịnh độ tam kinh tịnh hành ư thế, nhi cổ nhân đọc dĩ A Di Đà kinh liệt nhi nhật khóa, khỏi khi hữu kiến ư trì danh nhất pháp, phổ bị tam căn nhiếp sự lý dĩ vô di thống tông giáo nhi vô ngại, dư di bất khả tư nghị giả tai, cổ lai chú sở đại bất phạm nhân, thế diễn tự yên sở tồn vô kỷ, dân thê hòa thượng trước di sớ sao quảng đại tinh di, u khê sư bá thuật viên trung sao cao thâm hồng bát, cái như nhật nguyệt trung thiên hữu mục giai đổ, đặc dĩ văn phú nghĩa phồn biên nhai mạc cắt, hoặc trí sơ cơ thiện thức, tính nguyện nan giai, cố phục phất sủy dung ngu, tái thuật yếu giải, bất cảm giữ nhị ông cạnh dị, diệt bất tất giữ nhị ông cưỡng đồng giả, khí như chắc kháng thành phong, hoành kháng thành lãnh, tuấn giai bất tận lô sơn chân cảnh, yếu bất thất di cát cát, thân kiến lô sơn nhi dĩ, tương thích kinh văn ngũ trùng quyền nghĩa. Lời tựa: Nguyên vị chư Phật nghĩ thương xót quần mê, tùy theo từng căn cơ mà lập cách quá độ. Trở về nguồn thì chẳng hay, nhưng phương tiện có nhiều cửa. Trong hết thảy các phương tiện, cầu lấy một phương tiện thẳng chóng nhất, viên đốn nhất, thì không gì bằng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lại nữa, trong hết thảy các pháp môn niệm Phật, cầu lấy bộ pháp đơn giản nhất, dễ dàng nhất, ổn thỏa nhất, thích đáng nhất, thì không gì bằng tính nguyện chuyên trì danh hiệu. Vì thế ba kinh tịnh độ cùng được lưu hành trong cõi đời, nhưng cổ nhân lại xếp riêng kinh A Di Đà vào khóa tụng thường ngày. Há chẳng phải là vì thế pháp trì danh thích hợp trọn khắp ba căn, thâu nhiếp sự lẫn lý chẳng sót, bao trùm tông lẫn giáo chẳng thừa, thật là chẳng thể nghĩ bàn đó ư? Từ xưa đến nay, không đời nào thiếu người chú sớ kinh này. Nhưng thời đại đã lâu, khiến những bản văn ấy bị mất mát, chẳng còn lại được mấy. Hòa thượng Dân Thê trước tác bộ sớ sao, rộng lớn, tinh vi. Sư bá U Khê soạn cuốn viên trung sao, cao sâu, mênh mông, bát ngát, giống hệt như mặt trời, mặt trăng giữa trời. Kẻ nào có mắt đều trông thấy, nhưng vì văn nhiều, nghĩa lắm, khó lường được bến bờ, chắc sẽ đến nỗi khiến cho kẻ sơ cơ kém hiểu biết khó thành tựu tín nguyện. Vì thế tôi chẳng nề hà chính mình tầm thường vô bụi, lại viết cuốn yếu giải, chẳng dám ganh đua cho khác với hai ông, mà cũng không nhất thiết phải gượng ép cho giống với hai vị. Dĩ như nhìn dọc thành ngọn, nhìn ngang thành rặng, dẫu đều chẳng thể thấy trọn hết cảnh lô sơn, chỉ cốt sao ai nấy
chẳng đánh mất cảnh Lô Sơn theo như chính mình đã thấy mà thôi. Kinh văn được giải thích theo 5 tầng quyền nghĩa. Kinh này có tựa đề là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Có những bộ kinh phần tựa đề được bắt đầu bằng hai chữ Phật Thuyết, có kinh chẳng thêm hai chữ này, như Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đều chẳng thêm hai chữ Phật Thuyết. Nhưng cả hai kinh ấy quả thật đều do Đức Phật nói. Theo thông lệ, nếu câu thứ nhất trong phần chánh tông của kinh điển được bắt đầu bằng Phật Thuyết thì tựa đề kinh sẽ ghi thêm hai chữ Phật Thuyết. Nếu không phải là hai chữ Phật Thuyết thì không thêm. Từ nội dung và tính chất, những kinh do Đức Phật giảng được phân loại thành 12 phần giáo. Chú giải: Cư sĩ Lưu Thừa Phù ghi chú. Trong phần trên, lão pháp sư nhắc tới 12 phần giáo. Chúng còn được gọi là 12 bộ. Thập nhị bộ kinh, tức là căn cứ trên thể tài của kinh điển mà chia thành 12 loại. Có bài kệ như sau: Trường Hàng, Trùng Tụng và Cô Khởi. Thí dụ Nhân Duyên cùng Tự Thuyết. Bổn Sự, Bổn Sanh, Vị Tằng Hữu. Phương Quảng, Luận Nghị và Thọ Ký. Một, Trường Hàng, thể văn xuôi từng hàng một. Hai, Trùng Tụng, dùng phương thức kệ tụng để nhắc lại một lần nữa những nghĩa lý trong phần Trường Hàng. Ba, Cô Khởi, phần kệ tụng riêng biệt, không có ý nghĩa nào liên quan đến phần kinh văn trước và sau nó. Bốn, Thí dụ, dùng cách thức ví von để nói rõ nghĩa lý trong kinh văn. Năm, Nhân Duyên, trình bày nhân duyên phát sanh một sự việc nào đó. Sáu, Tự Thuyết, thông thường có người thỉnh pháp thì Đức Phật mới thuyết pháp. Chỉ riêng A Di Đà Kinh không ai thỉnh pháp mà Đức Phật tự nói. Bảy, Bổn Sự, những sự tích trong khi còn tu nhân của hàng Bồ Tát La Hán. Tám, Bổn Sanh, Phật kể những sự từng trải trong việc hoằng pháp lợi sanh của chính Ngài trong quá khứ. 9. Vị Tằng Hữu, những sự thần thông biến hóa từ trước đến nay chưa hề thấy. 10. Phương Quảng, những kinh viên dung rộng lớn có những cảnh giới viên dung vô ngại. 11. Luận Nghị, những báo cáo nghiên cứu kinh, luật của đệ tử Đức Phật hoặc là những ghi chép về các cuộc thảo luận giữa Đức Phật và đệ tử. 12. Thọ Ký, Phật thọ ký cho Bồ Tát lúc nào sẽ thành Phật, tiên đoán tịnh độ của họ sẽ như thế nào. Trong ấy có một loại là Vô Vấn Tự Thuyết, không ai hỏi mà Đức Phật tự nói. Đức Phật thấy cơ duyên của chúng sanh đã chín mùi, có thể tiếp nhận một tầng giáo hóa nào đó, liền chẳng do ai hỏi mà tự nói. A-di-đà là tiếng Phạn, A là vô, Di-đà là lượng, Phật là giác. A-di-đà Phật chính là vô lượng giác. Phật vốn là hết thảy vô lượng, nhưng trong kinh này chỉ đặc biệt nói đến hai ý nghĩa, tức là vô lượng thọ và vô lượng quang. Thọ chỉ thời gian, tức quá khứ, hiện tại, vị lai. Quang chỉ không gian, tức mười phương thế giới. Thời gian và không gian bao gồm hết thảy. Quang và thọ tượng trưng cho không gian và thời gian. Nhưng hai chữ quang, thọ sống động, ý nghĩa sâu xa, vượt hẳn thời gian không gian. Trong hết thảy các thứ vô lượng, thọ mạng quan trọng nhất. Nếu thọ mạng hữu hạn thì hết thảy trí huệ, tài nghệ, đức năng, của cải đều vô ích. Đối với chân tướng của nhân sinh và vũ trụ, thánh hiền cổ đại của Trung Quốc có nhận thức rất khá. Chẳng hạn như trong Đạo Đức Kinh gồm 5.000 chữ của Lão Tử, vừa mở đầu liền nói: Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Chú giải: Cư sĩ Lưu Thừa Phù ghi chú. Chương thứ nhất của Đạo Đức Kinh được mở đầu bằng Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Mấy câu này chính là cương lãnh của toàn bộ Đạo Đức Kinh. Chẳng dễ hiểu cho lắm, nhằm thuận tiện cho hàng sơ cơ, tôi bổ sung đại lược. Chữ đạo thứ nhất trong câu trích dẫn trên đây chỉ cái đạo chân thường, tức là đạo thể, bản thể của đạo.
chữ đạo thứ hai có nghĩa là nói. Đạo khả đạo, phi thường đạo, nghĩa là đạo chân thường, vô tướng, vô danh. Hễ nói liền trật, khởi niệm liền sai, cũng giống như Đại Thừa khởi tính luận, giảng về chân như như sau: Nhất thiết pháp tùng bổn dĩ lai, ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, vô hữu biến dịch, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Nghĩa là, hết thảy pháp vốn từ trước đến nay, lìa tướng ngôn thuyết, rời khỏi tướng danh tự, rời khỏi tướng tâm duyên, rốt ráo bình đẳng, chẳng biến đổi, chẳng thể phá hoại, chỉ là nhất tâm, nên gọi là chân như. Nhà Phật gọi cái đạo mà Lão Tử đã nói là chân như, còn triết học gọi là bản thể. Trong Kinh Phật, chỗ nào cũng có thể thấy được bản thể ấy, nhưng danh xưng của nó biến hóa đa đoan. Từ những sách đã đọc thường ngày, tôi ghi lại được 72 danh xưng khác nhau nhưng có cùng ý nghĩa với chân như mà vẫn chưa trọn vẹn. Lão Tử lại nói, danh khả danh, phi thường danh, chính là nói đạo vốn không có tên, nếu miễn cưỡng đặt cho nó một danh tự nào đó thì chỉ là một phần giả danh mà thôi, nhằm biểu hiện một phần ý nghĩa, chứ không thể nào hoàn toàn đại diện cho bản thể của đạo được. Ngài lại nghĩ, đạo đã là vô tướng, vô danh, nhưng muôn vật trong trời đất đều do nó biến hóa ra, nên Ngài lại nói, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu, tức vô danh là khởi đầu của trời đất, hữu danh là mẹ của muôn vật. Vô danh là thể, hữu danh là dụng, vô danh là tánh, hữu danh là tướng. Tướng mà không có tánh sẽ chẳng thể viên chung, tánh mà không có tướng sẽ chẳng thể tỏ lộ được. Lão Tử quán sâu xa đến mức ấy, nên tư tưởng triết học của Ngài được tôn là bậc nhất trong các sách vở xa xưa của Trung Quốc. Tôi có một ý nghĩ chưa chín chắn như thế này. Nói chung, Khổng Tử và Lão Tử đều là Đại Bồ Tát tái lai, họ là quân tiên phong nhằm mở đường cho Đức Phật. Đức Phật sai họ đến Trung Quốc tạo dựng nền tảng triết học tốt đẹp cho người Hoa, để sau đấy người Hoa mới có thể tiếp nhận tư tưởng rộng lớn mênh mông tinh vi sâu thẳm của nhà Phật. Tuy Lão Tử đã quan sát được phía ngoài của bản thể, nhưng rốt cuộc Ngài vẫn chưa đăng đường nhập thất, tức chưa thâm nhập, vì Ngài thường nói, ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, tức ta có hoạn nạn lớn là vì ta có thân. Ý nghĩa này khá giống với Nhị Thừa. Hư vô tự nhiên lại giống với ngoại đạo xét đến thực chất. Ngài là bậc phạm hạnh, tu nhân thừa và thiên thừa, nhưng rốt cuộc chưa thể thấu suốt tột cùng nguồn tâm. Nếu Ngài cứ cơ duyên được học Phật, chắc chắn vừa được Phật chỉ điểm, Ngài liền trở thành bậc pháp thân đại sĩ, hữu tu, hữu chứng. Ngài biết danh là giả, danh hiệu của Phật, Bồ Tát là do căn cứ trên tông chỉ giáo hóa chúng sanh mà đặt ra. Nói theo ngôn ngữ hiện thời là khẩu hiệu, như Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sanh trong thế giới Sa Bà này. Phương châm dạy học của Ngài là dựa theo căn bệnh mà cho thuốc. Chúng sanh trong thế giới này quá nhiều bệnh. Điều thứ nhất họ thiếu sót là tâm từ bi. Điều thứ hai là vọng tưởng chấp trước quá nặng. Do vậy, Phật lập hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca nghĩa là nhân từ, Mâu Ni là tịch diệt. Danh hiệu ấy nhằm hướng dẫn chúng sanh mang lòng từ bi, tâm địa thanh tịnh. Nếu A Di Đà Phật đến thế giới này làm Phật cũng phải dùng tôn hiệu Thích Ca Mâu Ni thì mới có thể trị bệnh cho chúng ta. Nếu Thích Ca Mâu Ni đến Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật sẽ chẳng thể dùng danh hiệu Thích Ca Mâu Ni. Bởi lẽ người Tây Phương ai cũng nhân từ, tâm địa mỗi người đều thanh tịnh, chẳng cần đến món thuốc nhân từ tịch diệt. Phật không có danh hiệu cố định, cũng chẳng có danh hiệu vĩnh cửu, mà là ứng theo căn cơ để thuyết pháp, nên cũng chẳng có pháp nào nhất định để nói. Đức Phật giáo hóa chúng sanh tùy loài hiện thân, không có tướng mạo nhất định, mà thị hiện tùy theo tướng mạo của mỗi dân tộc, như Kinh Lăng Nghiêm đã nói. Tùy chúng sanh tâm
ứng sở tri lượng. Tùy theo tâm chúng sanh mà ứng hiện phù hợp với khả năng nhận biết của họ. Kinh Phật muôn đời vẫn mới mẻ, thích ứng mọi thời đại. Từ 3.000 năm trước, những kinh điển được giảng tại Ấn Độ khiến cho người Ấn Độ thời ấy được thụ dụng. 3.000 năm sau, đối với những kinh điển ấy, chúng sinh ngày nay vẫn được thụ dụng giống hệt, chẳng khác biệt gì. Nhưng vì hình thái ý thức, bối cảnh văn hóa cũng như hoàn cảnh sống xưa nay rất khác nhau, nhằm phổ biến ứng dụng thích hợp với mỗi thời đại, cần phải có chú giải. Chú giải chính là hiện đại hóa và địa phương hóa kinh Phật. Bản yếu giải này do Ngẫu Ích Đại Sư viết dưới đời Minh, cách này đã 500 năm. Ngày nay, giảng cuốn yếu giải này lại phải dùng phương thức hiện đại hóa để giải thích. Còn người như thế nào thì mới có thể dịch, giảng, giải đều là những câu hỏi nghiêm túc. Nếu phiên dịch kinh điển mà chẳng hiểu rõ ý nghĩa chân thật của Phật, có lẽ sẽ phiên dịch sai lạc. Cổ nhân nói, y văn giải nghĩa tam thế Phật quan. Ắt cần phải như bài kệ khai kinh đã nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Các vị đồng học nên biết, trong thời gần đây, Trung Quốc chịu nhục, gần như điều gì cũng thua người ngoại quốc. Thật ra người Trung Quốc chính là những người may mắn nhất, có phước nhất. Phật giáo truyền đến Trung Quốc, cao tăng đại đức tu hành trong các đời đều là người tu hành chứng quả. Chứng quả có nghĩa là đối với những lý luận do Đức Phật giảng giải trong kinh, họ đều hiểu rõ hoàn toàn. Nếu họ chẳng thể chứng nghiệm thật sự, chỉ nghe Phật nói, chứ chính mình chưa thể đích thân chứng nhập, thì phiên dịch kinh điển hoặc giảng kinh thuyết pháp nhất định sẽ nảy sanh sai lầm. Do vậy, những bậc cổ đức phiên dịch giảng kinh thuyết pháp từ xưa đều chẳng phải là phàm nhân. Nếu chúng ta muốn kế thừa di sản quý báu ấy, tổ tiên chúng ta chỉ đòi hỏi một điều kiện: thông hiểu văn chương, văn ngôn. Chú giải, văn ngôn là một loại văn viết được lưu hành đã lâu, có nghĩa đen là lối viết văn chương cổ điển được sử dụng trong sách vở. Văn ngôn khác với văn nói thông thường, tức bạch thoại. Theo Vương Lực, một nhà Hán học trứ danh cận đại, văn ngôn lấy ngôn ngữ thời Tiên Tần, trước thời Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa làm cơ sở, được tranh cãi qua các đời Hán, Đường, Tống, trở thành một thứ văn viết thống nhất và không bị lệ thuộc vào ngôn ngữ hội thoại thông dụng. Theo tiên sinh Trần Văn Chánh, có thể phân biệt bạch thoại và văn ngôn một cách đơn giản như sau. Hễ dùng tai nghe và hiểu được thì là bạch thoại. Hễ không dùng mắt để xem thì sẽ không hiểu được thì đó là văn ngôn. Sau phong trào vận động Ngũ Tứ 1919 của một số người quá khích muốn xóa bỏ toàn bộ nền học vấn cũ, hầu như không còn sách vở nào viết bằng văn ngôn. Ngay trong số những người tốt nghiệp đại học ở Đại Lục hoặc Đài Loan hiện thời, nhất là tại Đại Lục, có không ít người lúng túng, cảm thấy văn ngôn rất khó hiểu. Tổ tiên thông minh biết ngôn ngữ sẽ biến đổi theo thời đại, nhưng văn từ bất biến, nên chia ngôn ngữ và văn từ thành hai đường lối. Vì vậy, thể loại văn chương, văn ngôn lưu truyền cả ngàn năm chẳng biến quá. Hiện thời đọc luận ngữ giống như trò chuyện cùng Khổng Lão Phu Tử, đọc sách Mạnh Tử giống như gặp mặt Mạnh Tử. Kinh Phật được phiên dịch trễ nhất là vào thời đại Nam Tống. Số lượng những bản kinh được dịch trong thời ấy không nhiều, 7-8 phần trong 10 phần là được phiên dịch vào thời Tùy Đường. Văn tự dùng trong kinh điển là những từ ngữ dễ hiểu, đơn giản nhất trong thời đại dịch kinh. Đấy cũng là thể văn bạch thoại trong thời đó. Chẳng hạn như A Di Đà Kinh được phiên dịch vào thời đại Diêu Tần, còn trước thời Tùy Đường nữa. Nhưng dễ hiểu hơn nếu đem so với văn chương của Đào Nguyên Minh, Đào Tiềm sống cùng thời ấy. Nếu có trình độ thông hiểu văn chương, văn ngôn kha khá, quý vị sẽ có thể tiếp nhận di sản trí tuệ quý báu của cổ thánh tiên hiền. Để học văn chương, văn ngôn thì phải thực hiện bằng cách học thuộc cổ văn, tận hết sức chọn lựa những tác phẩm trong bộ Cổ Văn Quán Chỉ. Chú giải, Cổ Văn Quán Chỉ là bộ sách tập hợp 222 bài cổ văn nổi tiếng, đặc biệt
là những bài thuộc về thể loại tản văn và biền văn từ thời Tiên Tần cho đến cuối đời Minh, do Ngô Sở Tài và Ngô Điều Hầu biên soạn và chú thích dưới đời Thanh, với mục đích giúp đỡ hàng hậu học thấu hiểu cổ văn. Chữ Quán Chỉ lấy từ một câu nói trong bộ Tả Truyện: công tử nước Ngô là Quý Trác đi sứ nước Lỗ, nghe nhạc công tấu bài Thiều Tiêu đã ca ngợi. Quán chỉ hỷ, nhược hữu tha nhạc, ngôn bất cảm thỉnh dĩ. Câu này được các nhà chú giải Tả Truyện giải thích. Thiều Tiêu là tuyệt đỉnh của âm nhạc, sau khi đã được thưởng thức rồi thì chẳng còn muốn nghe những loại nhạc khác nữa. Do vậy, chú cháu Ngô Sở Tài và Ngô Điều Hầu đã dùng chữ Quán Chỉ để đặt tên cho bộ sách với ý nghĩa ca ngợi. Đây là những tác phẩm tuyệt đỉnh của cổ văn Hán ngữ. Học thuộc 50 bài là có thể đọc được cổ văn. Học thuộc 100 bài sẽ có thể viết theo lối văn văn ngôn. Tôi thường khuyến khích các đồng tu bảo ban con cháu của chính họ hãy học thuộc cổ văn. Hiện thời tuy các cháu cảm thấy rất khó khăn, nhưng trong tương lai chúng nó sẽ cảm kích cha mẹ suốt đời. Nếu tuổi đã lớn hơn một chút thì do bận bịu công việc họ sẽ không còn thời gian tinh lực như vậy nữa. Tốt nhất là học thuộc Vô Lượng Thọ Kinh, chỉ có 48 chương. Bản hội tập của Hạ Lão cư sĩ hết sức hay. Những phần kinh văn quan trọng nhất, tinh hoa nhất đều được thâu thập, bao gồm nội dung của 5 bản dịch gốc. Bản dịch Vô Lượng Thọ Kinh sớm nhất là bản dịch thời Hậu Hán, bản trễ nhất là bản đời Tống. Nếu có thể tụng thuộc thì đọc các kinh điển khác sẽ chẳng thấy khó khăn gì. A Di Đà Kinh là do La Thập Đại Sư dịch vào thời Diêu Tần. Tại Trung Quốc có 4 triều đại lấy quốc hiệu là Tần. Chú giải: ở đây Hòa Thượng chỉ tính những triều đại lớn lấy tên là Tần trong lịch sử Trung Hoa. 1. Đế quốc Đại Tần 221-207 trước Công Nguyên do Tần Thủy Hoàng Đế, tức Doanh Chính, sáng lập, chỉ truyền được 3 đời: Tần Thủy Hoàng Đế, Nhị Thế Hoàng Đế, Doanh Hồ Hợi và Tam Thế, Doanh Tự Anh. 2. Tiền Tần 350-394, còn gọi là Phù Tần, do Huệ Vũ Đế, Phù Hồng sáng lập, truyền được 8 đời. Vua cuối cùng là Tần Thái Tông, Phù Đăng, bị vua Hậu Tần là Diêu Hưng đánh bại tại núi Mã Mao vào năm 394, rồi bị chém đầu. Thái tử Phù Sùng lên ngôi, chưa kịp chọn đế hiệu thì bị tướng Tây Tần là Khất Phục Kha Đạn giết chết, nhà Tiền Tần diệt vong. 3. Hậu Tần 384-417, còn gọi là Diêu Tần, do Tần Thái Tổ Diêu Trành sáng lập, truyền được 3 đời. Khi vua thứ hai là Diêu Hưng chết, con là Diêu Hoằng kế vị, tông thất tàn sát lẫn nhau. Lưu Vũ, quyền thần của nhà Đông Tấn, thừa cơ phá Trường An. Diêu Hoằng thế cô lực kiệt, phải đầu hàng nhà Đông Tấn, nhưng Lưu Vũ ra lệnh giết sạch toàn bộ gia quyến họ hàng của Diêu Hoằng. Về sau, Lưu Vũ xoán ngôi nhà Đông Tấn của Tấn Cung Đế Tư Mã Đức Văn, lập ra nhà Lưu Tống. 4. Tây Tần 385-431, do một viên tướng người Tiên Ti là Khất Phục Quốc Nhân sáng lập. Tộc trưởng người Tiên Ti là Khất Phục Quốc Nhân do thấy Tiền Tần suy yếu, bèn chiếm cứ vùng Lũng Tây, xưng là Đại Thiền Vu. Để mua chuộc, nhà Tiền Tần phong cho ông ta làm Uyển Giang Vương. Đến đời vua thứ hai là Khất Phục Càn Quy, em trai Quốc Nhân, mới chính thức xưng đế hiệu là Tần và tôn anh làm Tần Liệt Tổ. Triều đại này bị diệt vong dưới thời Khất Phục Mộ Mạc. Mộ Mạc hiếu sát, u mê, khiến quốc chánh nát bét, rốt cuộc phải quy thuộc nhà Tây Ngụy. Cuối cùng, Mộ Mạc bị hoàng đế xứ Hồ Hạ là Hách Liên Định bắt được, đem giết chết. Nếu kể cả những sứ quân chiếm lãnh 1-2 quận huyện Xưng Dương, đặt tên cho vương quốc là Tần,
thì Trung Hoa có rất nhiều nước nhỏ có quốc hiệu là Tần, như dưới thời các tướng Hư Trừ Quyền Cừ, tù trưởng người Khương chiếm cứ vùng Lũng Hữu thời Tiền Triệu, Dương Nạn Đương thủ lãnh quân Việt dùng Cam Túc chiếm cứ vùng Cửu Trì thời Thập Lục Quốc, Tiết Cử thủ lãnh quân Việt cuối đời Tùy chiếm lãnh vùng Cam Túc, vân vân. Các nhà sử học đem dòng họ của đế vương đặt trước chữ Tần để phân biệt. Triều đại thứ ba là Phù Tần, vua là Phù Kiên. Đại thần của ông ta là Diêu Trành phát động chánh biến, lật đổ Phù Kiên. Chú giải, tuy Phù Kiên bị đánh bại trong trận Hợp Phì, mất phần lớn đất nước, nhưng nhà Tiền Tần vẫn tồn tại cho đến khi Thái tử Phù Sùng của vua Phù Đăng đã bị Diêu Hương giết chết trước đó. Bị Khất Phục Kha Đạn giết chết, nhà Tiền Tần mới hoàn toàn diệt vong. Tự lập làm vua, xưng là Diêu Tần. Thuở ấy, có không ít cao tăng đại đức xuất hiện như Huệ Diễn, Đào An, Tăng Triều. Các danh sĩ như Tạ Linh Dận, Đào Nguyên Minh đều thuộc cùng một thời đại. Tam Tạng Pháp Sư là danh xưng học gì? Đối với Tam Tạng Kinh Luật, luận do Đức Phật đã nói, không gì chẳng thông đạt thì mới có thể xưng là Tam Tạng Pháp Sư. Ngẫu Ích Đại Sư sinh vào cuối thời Minh, mất vào đầu đời Thanh. Cuộc đời Ngài đã được ghi chép tường tận trong truyền ký. Ngoài ra, trong các sách Di Đà Yếu Giải Giảng Nghĩa và Di Đà Yếu Giải Thân Văn Ký đều có chép tường tận. Sách Yếu Giải Giảng Nghĩa do Pháp Sư Viên Anh soạn, Di Đà Yếu Giải Thân Văn Ký do Pháp Sư Bảo Tịnh viết. Đây là hai tác phẩm chú giải rất hay. Đại sư tuổi già chuyên tu tịnh độ, do vậy Ngài lấy danh hiệu là Tây Hữu, ngụ ý Tây Phương Cực Lạc thế giới, như Đức Phật đã nói là một nơi có thật. Từ trước đến nay, mọi người đều nghĩ thế giới Sa Bà do Đức Phật đã nói chỉ là một hệ ngân hà. Nhưng theo như lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giải thích, thì một hệ ngân hà chỉ là một đơn vị thế giới được nói tới trong Kinh Phật. Tính toán theo cách này, một tam thiên đại thiên thế giới bao gồm 10 ức hệ ngân hà là khu vực giáo hóa của một Đức Phật. Có thể thấy là vũ trụ to lớn gần như không có cách nào tưởng tượng được. Trước hết, Đức Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ, kế đó giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ, cuối cùng giảng kinh A-di-đà, Tây Phương Cực Lạc thế giới thật sự có, A-di-đà Phật cũng thật sự có. Phải như thế nào mới đến được nơi đó? Thứ nhất là phải thật sự tin tưởng. Thứ hai, phải thật sự phát nguyện chịu sanh sang đó. Thứ ba, chuyên niệm A-di-đà Phật. Chuyên niệm thì phải nhất loạt diệt sạch vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Nếu đời này chẳng thể sanh sang Tây Phương thì đời sau nhất định sẽ khổ hơn. Vì chúng ta từ sáng đến tối suy nghĩ không ngừng. Nếu nghĩ đến chuyện làm lợi cho chúng sanh thì ít, mà làm chuyện tự tư tự lợi thì nhiều. Tương lai nhất định sẽ bị khổ nhiều vui ít, càng lúc càng tệ hơn. Sa môn là tiếng gọi chung người xuất gia trong các tôn giáo ở Ấn Độ vào thời cổ, còn dịch là cần tích, có nghĩa là cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Xuyên tu giới định huệ, diệt dứt tham sân si. Sau khi Phật giáo được truyền đến Trung Quốc, Sa môn liền trở thành danh xưng chuyên dùng để chỉ hàng xuất gia trong Phật giáo, lại còn hàm nghĩa những vị xuất gia ấy đang còn thuộc trong giai đoạn học tập. Ngẫu Ích Đại Sư tự xưng là Sa môn với ý nghĩa từ khiêm, chẳng dám xưng là Pháp Sư. Có người dùng chữ Đại Sư để gọi người xuất gia, sự thật là đã xưng hô vượt Phật. Bởi lẽ các vị đẳng giác Bồ Tát như Quán Âm, Phổ Hiền, Đại Thế Chí vân vân và Di Lặc là vị sau này sẽ nối ngôi thành Phật và vẫn còn xưng là Đại Sĩ. Đại Sư chính là tiếng tôn xưng Đức Phật. Người đời nay chẳng hiểu rõ những kiến thức Phật học thông thường, bèn dùng danh xưng ấy để gọi hàng phàm phu, gần như là chế nhạo họ. Ngẫu Ích là biệt hiệu của Đại Sư, Trí Húc là pháp danh xuất gia của Đại Sư. Hai chữ Nguyên Phù là từ ngữ dùng để mở đầu một câu trong văn ngôn. Nó là hư từ, chẳng có ý nghĩa gì hết. Phật là tiếng Phạn dịch âm.
Nói cho đủ là Phật Đà Gia, nghĩa là giác giả, người giác ngộ. Do tôn trọng nên không dịch nghĩa. Người Hoa thích đơn giản, chỉ chọn dùng chữ Phật. Người thật sự hiểu rõ chân tướng của nhân sinh và vũ trụ thì gọi là giác giả. Vũ trụ là hoàn cảnh sống, nhân sinh chính là bản thân con người. Ai nhận biết chính mình, do đâu đến, tương lai sẽ đi về đâu? Quá khứ không khởi đầu, tương lai không kết thúc. Nhỏ thì như gia đình của một cá nhân, lớn thì là xã hội, quốc gia, cho đến hư không pháp giới rộng lớn. Nếu có thể thật sự hiểu rõ thì mới có thể làm chủ nó được, mới được đại tự tại, chẳng bị hoàn cảnh chi phối, đè nén. Thành Phật chính là thành tựu trí huệ viên mãn rốt ráo, không gì chẳng biết, không gì chẳng thể. Chư Phật là người triệt để hiểu rõ chân tướng của nhân sinh và vũ trụ, số nhiều đến vô lượng. Các ngài đã làm được thì chúng ta cũng sẽ có thể làm được. Ngẫu Ích Đại Sư giải thích pháp môn niệm Phật cho chúng ta nghe, nương theo phương pháp ấy để tu học thì trong một đời cũng sẽ có thể đạt đến thành tựu giống như chư Phật, Bồ Tát. Phật, Bồ Tát và chư Tổ sư Đại Đức các đời quyết chẳng dối gạt. Họ chẳng mong cầu điều gì nơi chúng ta thì dối gạt chúng ta để làm gì. Vì thế, phải nên sinh lòng tin sâu đậm, đừng nghi ngờ những lời chỉ dạy của các ngài. Phật, Phật đạo đồng, vô lượng chư Phật đều từ bi, chân thành, thanh tịnh, nghĩ thương xót lũ mê muội. Chữ quần mê chỉ chính pháp giới, bao gồm Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Trời, Người, Atula, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục. Bồ Tát dịch nghĩa là giác hữu tình. Nhưng giác chưa viên mãn, tối thiểu là vẫn còn có một phần sanh tướng vô minh. Chú giải: sanh tướng vô minh còn gọi là vô thỉ vô minh, căn bản vô minh hoặc nguyên phẩm vô minh, là căn bản của hết thảy phiền não. Từ trong biển chân như chợt khởi một niệm vô minh, tạo thành các căn bản phiền não lầm lạc ngăn cách lý tánh, cho nên vẫn thuộc trong chính pháp giới. Phật dạy chúng ta dùng lý trí chứ không dùng cảm tình. Do Phật từ bi thương xót hết thảy chúng sinh vô điều kiện, nên toàn tâm toàn ý chăm sóc chúng sanh, tùy theo căn cơ mà lập ra phương cách giáo hóa, chỉ dạy chúng sanh tu trì chánh pháp mãi cho đến khi thành Phật. Mẫn niệm có nghĩa là từ bi. Nếu chẳng có tâm từ bi thì Phật sẽ chẳng có nguyên động lực. Động lực ban đầu, động lực chính, để giáo hóa chúng sinh. Người thế gian nỗ lực làm việc suốt ngày từ sáng đến tối là do danh và lợi thúc đẩy sau lưng. Phật, Bồ Tát đã chẳng tham danh, là chẳng mong lợi, chỉ vì nghĩ thương xót hết thảy chúng sanh đang mê hoặc, bèn tùy theo căn cơ mà lập cách giáo hóa. Trong nội dung và phương pháp dạy học, do căn tánh, mê ngộ, cách thức sanh sống và trình độ giáo dục của chúng sanh đều khác nhau, chẳng thể nào không tùy theo từng người mà lập ra cách giáo hóa. Nói tới giáo hóa thì giáo là nói theo mặt nhân, hóa là nói theo mặt quả. Sau khi tiếp nhận sự chỉ dạy của Phật, ắt khí chất có biến hóa. Trước kia là ngu si, nay thì thông minh. Trước kia cảm thấy khổ não, nay cảm thấy sung sướng. Tông chỉ giáo dục của Phật đối với hết thảy chúng sanh đều giống hệt nhau, đều nhằm dạy cho chúng sanh viên mãn thành Phật. Điều này được gọi là quy nguyên vô nhị, trở về nguồn thì không hai. Phương pháp tuy nhiều nhưng mục tiêu chỉ có một.